thất bại là mẹ thành công. Yeah. Ôi rồi. Ngôi chùa đang trên. Thì thế một tí tao mới nhớ. Sao giờ nhớ chứ, chứ người đây chứ à, tao nhớ đó. Loanh quanh cái khu Tết ở trước gần nhà mình các bạn nhé. Chữ quất này to các bạn này. Ba đây này. Đẹp luôn các bạn. Cái đảo này đảo thế các bạn này. Nậu khá đẹp. Đấy, hôm nay mình sẽ vào chợ Ông Đại các bạn xem nhé. Đấy, diều lên đó các bạn nhé. Đấy, một cái này. Đấy, đấy giờ. Diều này chắc diều của Xuân Dậu. Diều này chó yếu lắm, đang bùng bình lắm. Ôi trời, ấm khanh. Trời lạnh mà có bếp lửa hồng thì tuyệt vời đúng không khanh? Tuyệt vời. Ui. Ui giời, rơi mất rồi. Ui giời. Đó. Bánh gì chú bơ? Và đây chính là chiếc bánh chưng mà Bảo Khánh đã mất thời gian khoảng ba mươi phút mà vẫn loay hoay với một chiếc bánh chưng. Con đang ra đi để tìm được. Ôi trời ơi. Đấy. Bảo Khánh gặp khá nhiều khó khăn. Người ta làm gì? Yên tâm là sẽ thế nào Khánh nhỉ? Thất bại là mẹ thành công. Yeah. Thành công đúng không? Kinh văn điển này.
Đấy các bạn nhé. Đây là cái không khí mà đang gói bánh chưng tại Diên Sáo Làng Bùi các bạn nhé. Đây là cái nồi nấu bánh chưng. Đấy, Bảo Khánh gói đây nhá. Khi nào xong thì quay tiếp nhá. Đây. Bên đây vẫn là quanh bếp than hồng các bạn nhé. Và mình cũng đang gói. Và mình gói được 1, 2, 3 cặp này. Đấy. 4 cặp này, 5 cặp rồi các bạn nhá, tức là 10 cái rồi các bạn ạ. À 11 cái nhá. Đây nhá. Đấy, là 11 cái rồi các bạn nhá. Đấy, hành đang gói. Lá thì bên kia các bạn nhá. Đây, nan diều là 4m2 đấy các bạn nhá. Rồi. Dạ. Ôi trời ơi, ngồi nồi bánh trứng. Đây. Ôi trời. Khiên nè, khiên nè, ơi trời ơi. Bảo Khánh này làm chiếc khiên, khiên nào? Khiên thần à? Chiếc khiên thần đó. Nhè. Yeah. Úi trời, thế là lại lấy cái lá này ra ngoài à? Úi trời ơi. Gói hai cái là bị hỏng ấy. Cái gì á? Cái gì á? Siêu cầu thủ Bảo Khánh đang lá diều gói bánh chưng. Này, thế nên mà đừng có cầm cái diều này vào để làm lá luôn. Đấy, cái bánh chưng làm sáo. Rồi. Đấy, sau khi mình gói đang tổng thôi các bạn nhé. Đấy. Sau khi mình gói xong cái lượt một của lá là nó như thế này các bạn nhé. Đấy. Và sau đó thì mình sẽ đọt lên đây các bạn này. Đấy. Và mình gói lượt thứ hai các bạn nhé. Đấy. Đấy, gói lượt thứ hai. Sau khi xong, đấy, mình chấn như này các bạn nhé. Cần mỗi cái khoảng 1-2 giây thôi. Đây, đã xong các bạn nhé. Ok. Nhưng mà phải có kéo đó. Ok. Bây giờ mình sẽ gói bánh cho Bảo Khánh mà là giống quế nghịch các bạn nhé. Đấy, đầu tiên là mình gấp cái lá như này. Mình gấp sang bên này các bạn nhé. Đấy. Và đùa đúng sang bên đây là bao nhiêu nhỉ? Tầm là 12 sen. 12 sen được hay là nhiều quá khách nhỉ? Đấy. Sau khi đấy là mình vút lên này. Đặt ở đây này. Đấy. Đúng không? Đặt ra cái bánh vuông. Hưng hỗ trợ anh Danh làm đi. Đây, anh làm con đường mồm nhé. Đem đem đá, đem đi chai. Giờ quấy này, chắc là
Hoa đã đang tiến trình làm một phần thiên diều bao nhiêu cm? 180 cm. 1m8 rồi. Bài của nó chín chưa? Sáng không? Một cái sáng rồi. Sáng giờ hai chưa nhỉ? Sáng mấy giây rồi? Cái bóng này nhìn to này mà sáng kém rồi. Chưa có vô lắm không? Chưa đủ nhiệt. Vẫn chưa đủ độ nhanh các bạn nhé.